xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Trần Ngọc Tuấn là giám đốc của nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ạ. Xin trân trọng kính chào khán giả Cà Phê 8. Em được biết là người dân Đà Nẵng mình á, là có một cái, em biết là có một cái tục gọi là bói tuồng đầu năm, biết là anh có thể nói rõ hơn về cái tục này là như thế nào? Chúng ta cũng đã biết rồi đó, nghệ thuật truyền thống tuồng ấy đã có giai đoạn được coi đó là quốc kịch, đã thu hút gần như là tuyệt đối sự quan tâm của khán giả. Do đó là trước kia đó, khi mà người ta đi xem nghệ thuật biểu diễn tuồng vào đầu năm mới, người ta muốn thử cái vận may của mình. Ta đi đến cái chỗ biểu diễn, người ta không vào ngay đâu. Người ta sẽ để cho cái đoàn cứ thế mà biểu diễn. Rồi họ chọn một cái thời điểm nào đó, họ quyết định sẽ vào trong rạp. Khi vào thì người ta xem thử là người ta sẽ gặp một cái đoạn tuồng nào, đang diễn về một cái gì. Để rồi từ đó có thể người ta suy đoán là cái năm này thì cái vận hội của người ta sẽ như thế này thế khác. Khán giả đối với nghệ thuật tuồng á, thì nó không có còn được như trước. Tức là cái chỗ nào đó mà cái tính cộng cư nó còn bền vững thì cái nghệ thuật tuồng này vẫn được người ta tiếp nhận. Lãnh đạo của các cái đơn vị nghệ thuật thì hết đều là diễn viên. Thế nhưng mà anh đang là giám đốc nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, nhưng mà xuất thân của anh thì lại là nhạc công. Khi nhạc công làm lãnh đạo nó có những cái thuận lợi. Tức là cái người diễn viên người ta có thể rất giỏi cái vai diễn của họ, nhưng chưa hẳn người ta đã bao quát được hết tất cả các vai diễn trong một đêm diễn. Còn anh nhạc công á, là cái người ngồi dưới nhìn lên, bao quát hết toàn diện mọi cái có thể diễn ra trong một đêm diễn. Và bản thân anh thì cũng may mắn, tức là cũng có cái ý tưởng, tức là mình để tâm đến nghề, có cái sự theo dõi, rồi có cái sự nghiên cứu, có cái sự phân tích. Thành ra là những cái yếu tố đó thì sau này thì khi mà lên làm quản lý nó gặp rất nhiều thuận lợi. Ngày hôm nay anh có thể tặng cho các quý vị khán giả của chương trình Cà Phê 8 một đoạn nhạc mà chính anh kéo đàn nhị ngay tại trường quay của chương trình Cà Phê 8 đúng không ạ? Cảm ơn anh Tuấn đã đến với chương trình Cà Phê 8 và chia sẻ rất nhiều những cái câu chuyện về tuồng. Và hy vọng là sẽ đúng như những cái mong muốn của anh Tuấn, trong rất nhiều những năm về sau là tuồng sẽ ngày càng có một cái chỗ đứng mới.